quê quán, công việc, nghề nghiệp của mình ha. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Ngọc Thuận, năm nay 27 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Và hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ hiện thì em đang có một quán ăn nhỏ ở đường Bầu Cát, Tân Bình. Chuyên về gì em? Dạ chuyên về bánh cuốn Bình Định ạ. Ồ, quê mình Bình Định hả? Dạ. Chắc ông chủ nhỏ nha, bán bánh cuốn nha, em thích ăn bánh cuốn không? Dạ, ăn là em thích. Ăn là em thích hả? Bớt lại đi. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chương trình, em chào chị Cát Tường. Em tên là My, năm nay em 23 tuổi. Em đang làm kỹ thuật viên sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất cái gì cưng? Dạ, sản xuất linh kiện điện tử. Làm cho công ty? Đúng rồi. Hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Dạ, em ở quận 9. Quận 9, ở với ai cưng? Em ở với mẹ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố. À, ở thành phố luôn, giờ đang ở quận 9 với mẹ. Nhà đông anh chị em không? À, em là con một. Con một, rồi. Còn em, gia đình mình còn ở ngoài kia hay là vào trong này luôn rồi? Dạ, hiện tại thì mẹ em ở chung với em. Mẹ ở chung với em luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, không hút thuốc. Và nhiều lúc thì nhậu một chút. Có nhậu chút xíu, không hút thuốc. Điểm yếu? Hơi ít nói. Hơi ít nói, phải tự tin lên, phải nói lên. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì nè? Hơi ít nói, hát dở. Hát dở hả? Đọc rap được phải không? Nghe đồn là đọc rap hay lắm phải không? Dạ, đọc rap thì tại đọc rap không, người ta không biết mình hát dở. Ủa, đọc rap hay thì hát phải hay chứ ta? Sao tôi mới nghe phải đọc rap hay mà để che đi cái hát dở? Tại vì đọc rap nó cũng phải vô dần vô điệu, nó phải có nhịp. Rap một khúc con nghe thử coi hát dở cỡ nào. Em xin một đoạn của bài Lặng của Khổng Tú Quỳnh. Rồi. Mùa đông lại đến, tầm bông tuyết lại rơi, làm như em buông lơi nhìn phía chân trời. Thì gặp lại em vòng tay hôm nay đã xa, con tim ta như lạnh giá, tâm hồn như gục ngã một chuyện tình đã qua. Em nghe đọc rap hay không cơ? Cũng hay. Cũng hay là có nghĩa là chưa hay lắm thôi. Thế còn em sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích làm việc nhà. Rảnh rỗi là tự tay trang trí nhà cửa. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng, thích ngủ nướng. Có một điểm yếu nữa là dễ bị cảm xúc chi phối. Ví dụ như là không biết là mình có nói gì khiến cho người ta giận mình hay không. Mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó hoài, là hay bị cảm xúc nó điều khiển. Cảm xúc có điều khiển không? Hay là người khác điều khiển cảm xúc của mình? Dạ, cũng có thể là vậy. Tại vì cũng như là hai người nói chuyện với nhau và em không biết là người kia có buồn mình chuyện gì hay không. Thế là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi, chi cho cực vậy em. Không nên, mình phải tự làm chủ mình, nhất là trong tình yêu. Ví dụ như giận đó đi chơi, cái mình đang suy nghĩ, mình ngồi mình ghen quá, không biết đang đi đâu, làm gì. Cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài, cái tự nhiên mình buồn, mình khóc. Giống chị đó, như vậy là tự mình hại bản thân mình. Dạ. Không nên, có hay ghen không? Lâu lâu. Ghen dữ không? Dạ không, ghen cái nào đúng thôi, ví dụ như... Ghen thường không có nào đúng hết trơn á. Giống như là anh đi làm, đồng nghiệp nữ lại ngược đường với anh mà muốn anh trở về. Thì tất nhiên là em sẽ không đồng ý. Đâu có thuận đường đâu. Đúng rồi, đúng không thuận đường thì sao, lý do gì phải trở về. À, rảnh quá. Đúng không? Là ghen. Dạ. Lúc em ghen em sẽ làm gì? Giận em không nói chuyện. Khóc mình, buồn mình. Khóc mình. Để cho người ta điều khiển cảm xúc của mình. Đúng rồi. Không được. Lần sau bạn trai mà chở đồng nghiệp mà không cùng đường về, có nghĩa là có ý đồ. Ghen là mình phải nói liền, hoặc là mình phải làm lại. Bây giờ tôi anh vậy phải không? Bây giờ tôi cũng sẽ để cho đồng nghiệp tôi chở tôi về. Mình phải quăng cục tức của mình vô cho người khác. Mình không được ôm cục tức đó trong lòng mình. Có người chỉ chị vậy đó, mình phải sống ích kỷ một chút xíu. Ghê không? Mình bạn gái hay ghen lắm á, mình có làm thì có phải là người lăng nhăng không? Dạ không. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, rồi kể nghe thử coi tại sao chia tay, quen được bao lâu? Em hiểu sao khi mà em thích hoặc là em mới bày tỏ tình cảm của mình ấy thì các bạn đều lấy chồng hết. Trời đất ơi, mới quen được bao lâu? Mối tình đầu tiên em thì là cuối năm cấp 3 á chị, lớp 12 á. Vừa mới nói thích bạn cái bạn đi lấy chồng. Mới quen thích cái đi lấy chồng. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em thì năm cuối của đại học quen cũng được 6 tháng. 6 tháng? Dạ, cũng có nói tới chuyện tình cảm hôn nhân này kia. Cái thằng bạn không hiểu sao bạn đi lấy chồng. Không hiểu sao? Mà có tìm hiểu nguyên nhân không? Bên gia đình bạn xúi lấy chồng. Xúi lấy chồng? Dạ. Mà em cũng đòi cưới người ta rồi, sao người ta không lấy em? Tại lúc đó em chuẩn bị ra trường á chị, nên cũng chưa có chuẩn bị. À, rồi từ đó tới nay không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do? Tại trước em cũng đi làm, tập trung vào làm này kia, cũng ít có thời gian. Ở quán bán bánh cuốn là có đông nhân viên không? Dạ, cũng hiện tại thì có hai nhân viên. Hai nhân viên nữ hay nam? Dạ, nam. Nam hả? Ủa sao muốn nhân viên nữ mà muốn nhân viên nam? Cũng chưa có tuyển người thêm. Dạ. Mình thích nam hay thích nữ? Dạ, thích nữ. À, mình hỏi vậy đó cho nó rõ xíu thôi, nó giỡn thôi. Còn em, tình trường mình sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Rồi. Mối tình đầu là ở thời cấp 3, năm lớp 10 tới năm lớp 11. Mối tình sau của em là thời
làm công ty, cũng quen được 3 tháng. Xong rồi trời ơi, sao cuộc tình của mấy người này ngắn ngủi không vậy cưng? Anh kia nói là mình không hợp thôi, thì chia tay tốt cho cả hai. Người ta chia tay em? Là đúng rồi. Lý do không hợp chỗ nào? Em phải hỏi không hợp chỗ nào chứ. Như là tính cách cũng như là không có hòa hợp được với nhau á. Rồi em có buồn không? Buồn được thời gian thì thôi. Được thời gian bao lâu? Buồn bao lâu? Tại vì cũng mối tình cũng khoảng 3 tháng thôi, cho nên là chắc cũng buồn khoảng tháng 2 tháng. Xong rồi em lại vui chơi với bạn bè. Từ đó tới nay là bao lâu rồi không có bạn trai? Chắc cũng khoảng 2 đến 3 năm vậy á. Lý do làm sao vậy? Đi muốn đi làm kiếm tiền hơn. Rồi bây giờ muốn có bạn trai chưa nè? Dạ bây giờ muốn quen có bạn trai thì mình có thể tìm hiểu trước. Xong rồi nếu được thời gian nhất định thì mình sẽ tiến tới cưới luôn. Bao lâu thì tiến tới cưới luôn? Em nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm là được. Em nghĩ bao lâu nữa em lấy vợ được? Dạ em cũng nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lấy vợ chưa? Có vốn chưa? Để vốn thì có. Có. Ngon lành ông chủ á nha, về bán bánh cuốn nha. Bán thôi chứ đừng ăn nhiều quá nha. Không được đâu. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Cao hơn em. Anh có cao không chị? Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 67. Mét 67. Em cao nhiêu? Cao mét 6 à. Mét 6 mang dài thấp xuống một chút. Trời ơi, mang vậy là cao hơn người ta rồi. Rồi cái gì nữa? Đừng vô tâm, hơi hợp quá nè. Rồi. Biết chăm lo cho gia đình. Gì nữa không? Vóc dáng, mặt mày, gương mặt có tiêu chuẩn gì không? Sáng láng tí vậy. Đừng có... Sáng láng chứ phải sáng sủa đúng không? Dạ không, đừng có sáng quá, đừng sủa. Chị hay nói với mẹ chị vậy đó. Mẹ chị hỏi là thằng đó có sáng sủa không? Tao nói không có sáng sủa, chiều mới sủa. Khổ lắm, mẹ tôi miệng linh dễ sợ luôn. Cứ tôi quen bạn trai dẫn về giới thiệu bà, nói mẹ thấy bạn trai con sáng sủa không, bà nói cái này chiều sủa chứ sáng không có sủa, y như đằng mai mốt là chia tay à. Chờ hoài 40 năm rồi, 40 mấy năm bà chưa bao giờ bà nói công nhận bạn trai mày này sáng sủa thiệt. Chừng nào mà bà phải nói câu là sáng sủa lúc đó tôi mới lấy chồng được. Nói chung là ưa nhìn là được, dễ thương là được, với lại nói chuyện vui vẻ hòa đồng là được. Rồi tóc tai rồi có tiêu chuẩn gì không? Tóc ngắn rồi đừng hói là được. Không có tóc luôn được không? Bao trọng cũng được. Nói chung là cũng được, chỉ cần nhìn mặt ưa nhìn vậy sáng láng là được. Rồi ok, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn gái của em thì cao trên 1m55. À, 1m6 rồi đó. Rồi gì nữa? Ưa nhìn. Rồi mắt mũi miệng? Dạ mặt to xíu. Mặt to xíu. Dạ tính tình thì chín chắn, cá tính. Cá tính, chín chắn. Nhiều khi kinh khỉnh như năm em cũng được. Rồi, có hình ảnh đâu? Đây rồi, nãy đây nè, để chị coi. Trời ơi, ai đâu? Nè, nhìn đi cưng. Bốn anh chàng đó đó, lóc chắc đó đó là con anh bạn trai của em đó. Đó, bonus thêm tắm nữa luôn. 30 giây để lựa chọn người trong mộng, quên lộn, chọn người trong ảnh. Tìm ra cho em. Tin quá ha. Kiểu như mấy cậu ăn chưa no lo chưa tới, đi chơi, đi đá gà, đi bóng thun, đi nhảy dây gì á. Lựa hình đã ghê luôn vậy. Hình này chụp bao lâu rồi cưng? Gần 3 năm rồi chị. 3 năm rồi đó hả? 3 năm sau, già hơn được xíu. Giờ ra dáng ông chủ rồi. Ai trong số đó hiện tại là chủ bánh cuốn? Nhìn thì cũng khó chọn ghê. Anh này. Anh nào? Anh đó hả? Thích anh đó tôi gả anh đó đó nha. Rồi giữ nguyên hiện trường đó đi. Bên đây. Dạ, con này ạ. Cô đó. Dạ. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mở cửa trái tim ra coi nha. Anh đội nón áo sọc, cô chính giữa đeo mắt kiến để coi trúng hay không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tên 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 tên. Mình chọn đúng không? Không, sai rồi. Sai rồi hả? Anh đó là anh nào đâu? Nhân này. Cái gì? Ủa em là ai trong bốn anh chàng này? Dạ, em mặc áo đỏ. Trời ơi, sai rồi. Rồi kiếm cái anh đó gả cho cổ. Còn em, cô này đúng không? Hay quá. Chàng trai này rất nhạy bén, đã đoán đúng rồi. Bây giờ cô gái đó không đúng, mình phạt cổ gì em hả? Hát đi chị. Hát đi cưng. Em hát dở lắm. Vậy mới bị phạt, hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi đó. Thôi em hát bài Tớ Thích Cậu đi. Ừ, Tớ Thích Cậu á. Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống mỗi lần. Ủa có bài hát vậy luôn hả? Đúng rồi, của Hanh Sara. Tớ thích cậu mất rồi, gì đó. Đúng rồi. Vậy hả?
Tới bên cậu là tới gì như múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Tới gần cậu đi tớ. Cảm ơn. Hai đứa mình tâm sự chút xíu đi. Hẹn hò như thế nào? Thí dụ bây giờ hẹn nhau thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Không biết là nhà bạn có mấy anh chị em? Nhà em có mấy anh chị em? Thôi em là con một nè. Con một. Nếu mà mình có hẹn hò thì không biết là một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Có thể là từ 2 đến 3 lần. Tại vì em làm công ty là em làm 4 ngày em nghỉ được 3 ngày. Bây giờ vậy chị Tường sẽ đi chỗ khác nha. Chị Tường cho hai bạn không gian riêng 5-10 phút để hai bạn trò chuyện với nhau. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant ha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Rồi mình vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Chị Tường ra ngoài ít phút, chị Tường quay trở lại. Chúc hai em ngon miệng. Anh cứ dùng tự nhiên nha. Mày em không biết là em thích ăn món gì. Em dễ nuôi lắm, món gì ngon là em thích. Dạ. Chắc là em thích ăn vặt. Cũng có. Không biết anh nghĩ sao về vấn đề ở rễ hả? Nên sống nội tâm, tình cảm nhiều thì nếu mà vui thì anh ở được. Em ở nhà có mẹ em thôi, thì hai mẹ con vui tính lắm. Em có thích hay đi xem phim? Có. Mình thích là đi xem phim, đi trà sữa hay là đi dạo ngoài phố đi bộ. Anh thì tối hay đi làm về thì nhiều khi đi dạo, xe đi dạo một vòng cho mát. Em có hay đi phượt không? Em cũng thích đi phượt lắm á, nhưng mà tại vì đang đi làm á cũng chưa cho phép mình đi phượt nhiều. Như bình thường lúc rảnh á thì em thích làm gì? Em hay chơi game hoặc là lướt Facebook này nọ. Vậy anh bán cả ngày vậy, tối thường mấy giờ đóng cửa? Thường là từ 9:30 đến 10 giờ đóng cửa. 10 giờ tối đóng cửa? Em không thích về gì hoặc là sợ con gì. Em sợ nhất là con gián. Gián hả? Nó nhỏ nhưng mà em thì sợ. Cái điểm yếu mạnh nhất là dù anh sợ mấy con mà nhiều chân. Điểm yếu mà mạnh nhất luôn hả? Nhiều chân như là rết đúng không? Con cua, xưa anh sợ con cua. Anh nghĩ là nếu như mà quen nhau được á thì khoảng bao lâu tiến tới hôn nhân được? Tầm 6 tháng đến 1 năm thì đẹp. Cũng giống như em suy nghĩ. Tại thời gian ngắn quá thì nhiều khi mình chưa hiểu được, tìm hiểu được hết. Cơm ngon không cưng? Cơm tím tím là cơm thủy chung, ăn xong là hai đứa yêu nhau bền vững luôn. Dạ. Cơm ngon không? Cơm ngon lắm chị. Ngon lắm hả? Thế nãy giờ mình hỏi được gì nhau nhiều chưa? Sau này lấy nhau về thì em nghĩ nam nữ ai sẽ là người quản lý tài chính? Quản lý tài chính thì em nghĩ là bạn nữ sẽ có xíu việc nhà. Dạ. Kèm theo đó thì sẽ chia sẻ tài chính đó chị. Chia sẻ tài chính là sao? Có nghĩa là tiền mà ở nhà thì sẽ có một khoản riêng đó mà chi tiêu trong nhà. Còn đi ra ngoài thì có thể là hỏi ý kiến nhau để mà làm ăn hay gì đó thì nên hỏi ý kiến. Thì đương nhiên chuyện làm ăn trong nhà vợ chồng mình phải bàn bạc với nhau chứ, đúng không? Lấy vợ về mình sẽ sống ở đâu, hai chồng sống ở đâu? Trước mắt thì em chưa có nhà, nhưng mà khi mà tích góp đủ thì Hiện tại là mình nhà mình bán đó là nhà thuê. Và mình lấy vợ về đó là mình sống chung với mẹ mình luôn đó, là làm dâu hay là mình sống riêng hay như thế nào? Trước mắt nếu mà được thì ở chỗ nào vui à. Thí dụ giờ ở rể được không? Nếu mà vui cũng được. Vui cũng được luôn. Còn em sao? Làm dâu được không? Dạ, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà như là em có lại có nói chuyện với bạn nam thì bạn em có hỏi về vấn đề ở rể thì bạn nam nói là vui là được. Thì em mới nói là hai mẹ con em ở chung nhau vui lắm, anh qua là anh cũng vui theo luôn. Vậy là có nói chuyện với nhau rồi, có trao đổi nhau rồi. Dạ có. Thế thì quan điểm của em trong tình yêu, em thấy điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Phải có tin tưởng thì mới làm ăn chung với nhau, hay là có tin tưởng thì mới không có ghen tuông nhiều, không có ghen tuông vớ vẩn được. Cô này cô ghen dữ lắm cho nên phải cho cô niềm tin. Bây giờ em sẽ bốc một lá thăm, đọc lớn lên yêu cầu bạn gái thực hiện điều trong đó. Dạ. Đang đi đường bắt gặp bạn trai ôm hôn một bạn nữ khác, bạn hãy diễn lại cách cư xử lúc đó. Trúng luôn rồi đó, trúng em luôn rồi đó. Bây giờ bạn trai minh họa nè, bạn trai đứng lên nè, chở một cô gái luôn. Đứng lên. Đó, bạn trai đang đi nè, đang chở một cô gái đó. Bây giờ bạn trai đang chở bạn gái nè, đang chở chị Tường nè, đó. Bạn trai đang chở chị Tường nè, đó, đang ôm heo luôn nè.
Rồi bây giờ em bắt gặp nè, em làm gì? Đang đi nè. Ờ thôi, hai đứa đang đi bộ đi, hai đứa đang nắm tay đi chơi nè. Rồi. Đang đi nè, rồi em đi ngược lại là giờ gặp nè. Sao anh nắm tay cô này? Lý do gì anh đi chung với cô này? Sao anh nắm tay cô ấy? Ờ, chị họ. Chị họ nào nắm tay kỳ vậy? Rồi sao tiếp đi em, tiếp đi em. Không có ai chị họ mà nắm tay vậy hết trơn á. Tại anh em, chị em với anh rất là thân. Cô không thân tới nỗi mà tới nước nắm tay dần dùng dẻ gì đâu. Anh có lý do nào khác nữa không? À, có sao anh nói vậy anh? Còn không thì thôi không nói chuyện đi. Khi nào mà anh có lý do chính đáng cho em thì hãy nói. Ủa cô này là ai vậy anh? Dạ, bạn gái. Bạn gái em hả? Sao đó giờ chị không nghe em nói em có bạn gái gì hết vậy? Dạ em ít khi quen bạn gái. Ủa ít khi quen bạn gái là sao? Dạ. Có nghĩa là bạn em chưa dẫn gì nhờ, cho chị xem. Thì thôi về coi lại mối quan hệ của tụi mình đi đây. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, chứ em không nhào vô em cấu xé gì trơn hả cưng? Dằn tay ra thì mất giá trị của mình lắm. Nên là về nói chuyện lại. Nhưng mà sao em không tin là chị thì rủi người ta chị thiệt rồi sao? Chị thiệt thì lúc đó em sẽ xin lỗi anh. Nhiều khi nóng lên thì mình sẽ có những lời nói không hay. Lúc đó mình sẽ xin lỗi anh sau. Nhưng mà nãy giờ chị thấy em đâu có nóng gì đâu. Em rất là bình thường. Trong khi em nói với chị là em ghen dữ lắm. Chị tưởng đó em ghê gớm lắm chứ vậy em cũng hiền quá. Không có đây nè, em giữ bình tĩnh. Nhiều khi ở ngoài đời không biết được đâu chị. À, nhưng mà em trong đầu em tưởng tượng có thể em làm gì ghê gớm hơn vậy không? Có khi tát. Tát ai? Tát anh đó. Chứ không phải tát cô kia hả? Không có người thứ ba xuất hiện nếu như mà anh nó không cho phép. Đúng rồi, có tát là nhớ tát đàn ông á nha, không có tát phụ nữ. Phụ nữ không có tội. Dạ. Là đàn ông đi cô gái mà, đúng không? Đúng. Coi chừng nha. Rồi mời em gái. Ra đường gặp một cô gái ăn mặc sexy, bạn sẽ làm gì để tiếp cận cô gái? Sexy. Em thì em thích cái đẹp. Nhiều lúc... Ê sao hơi cà lâm vậy cưng? Dạ. Sao hơi cà lâm vậy? Em biết. Hồi hộp là vậy hả? Bình thường có cà lâm không? Dạ không. Mà có ai nói em cà lâm chưa? Dạ không. Rồi giờ diễn luôn nè. Bây giờ ra đường nè. Thấy một cô gái đang sexy mặc đồ đó. Hở dài, hở rồi sao sexy không? Rồi giờ em muốn tiếp cận cô gái này em làm sao? Tấn công qua cho chị. Đi vòng qua bên đây. Tiếp cận thôi. Tiếp cận. Nói tiếp cận mà phải không em? Đúng rồi. Tiếp cận. Có nghĩa là giờ mình muốn cua cô này nè. Đó mà cô mặc sexy mình thích nè. Coi chừng bị ăn tát tay nha. Rồi coi như là thấy cổ rồi đó. Từ xa thấy cổ rồi đó. Thích kết với đen cổ rồi đó. Em ngồi đây một mình hả? Ngồi có một mình à. Anh ngồi bên kia nãy thấy em ngồi một mình. Thì em biết là anh ngồi đây trò chuyện với em xíu được không? Dạ được anh, cứ thoải mái. Cái gì mà khoanh tay hoài vậy? Đưa cô gái mà đứng khoanh tay hoài giống như làm rễ vậy trời. Em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Tại sao anh lại muốn lấy số điện thoại của em? Tại anh thấy em cũng xinh. Anh muốn làm quen. Làm quen... muốn làm quen để hẹn hò hay là sao? Trước mắt là sẽ làm bạn. Sau đó nếu mà hợp tính với lại điều kiện như kia thì mình sẽ muốn hẹn hò nhau. Còn không biết em có đồng ý không? Cũng được đó. Thì trước mắt mình làm bạn được. Được rồi đó. Bình thường ngoài đời có nào vậy chưa? Có gặp ai rồi qua xin số điện thoại người ta vậy chưa? Chưa. Chưa hả? Hay sao? Ê, dạ, thấy bối rối. Bối rối. Nãy giờ là mình diễn thôi. Đó là mình diễn theo tình huống thôi. Bây giờ mình thiệt nè. Giờ không có giỡn nữa mà giờ thiệt nè. Bây giờ hai bạn đứng lên. Này thiệt nha. Dạ. Hai bạn đứng lên. Nắm tay nhau 30 giây. Nhìn thẳng vào nhau rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận của nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta ngồi xuống nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình. Hiện tại mình đang nghĩ gì về đối phương hay mình có những cái suy nghĩ gì? Rồi bạn trai nói trước đi. Ngồi. Em có nắm tay bạn gái một tí xíu. Dạ. Thì em thấy tay bạn ấm. Trước là có thể là bao nhiêu người thì mình không gặp. Nhưng mà sau thì có duyên mới gặp được. Thì sau này nếu mà có nợ thì mình sẽ bước tới. Anh thấy em cũng xinh xắn, tính cũng dễ thương, cởi mở. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng em cảm thấy trống. Em không có suy nghĩ được nhiều. Bối rối rồi đó. Thế còn em gái em muốn nói điều gì với anh không? Em thấy anh
cũng nhát, ít nói. Thì sau này nếu mà đi với em thì anh nói nhiều lên, hai đứa mới có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình gặp nhau được hôm nay cũng là một cái duyên. Thì sau này nếu mà nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn thì được, thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm nút. Với sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại ạ. Kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ xem sao. 1 2 3 Chàng trai vẫn nhanh hơn cô gái một chút xíu, nhưng mà cũng là đúng lúc kịp thời rồi. Chúc mừng hai bạn, về bên đây đứng luôn đi ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng khá là xứng đôi. Hy vọng rằng hai bạn cũng sẽ cho cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu như một cái cây hoa vậy đó, hai bạn phải cố gắng vun đắp cho nó ha. Và một ngày nào đó thì được thì sẽ báo tin vui cho chúng tôi biết. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm này, cái ngày chúng ta gặp nhau tại hẹn ăn trưa. Rồi, từ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng ha. Chúng ta đến đây xem phim nè, rồi tâm sự trò chuyện với nhau. Nắm tay nhau, không có được buông ra nè, nắm tay thật chặt nha. Như vậy là hôm nay Tường đã thành công rồi quý vị ơi. Hy vọng họ cũng sẽ sớm về chung một nhà quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. À vâng, em tên là Phạm Văn Kiên ạ. Phạm Văn gì ạ? Phạm Văn Kiên ạ. Phạm Văn Kiên 1986 đúng không ạ? À dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Rồi, Kiên mình đang sống ở đâu hay đang làm công việc gì Kiên ha? À em đang ở Hà Nội ạ. Công việc của em là làm về buôn bán phụ kiện điện thoại. 1986. Em nói như thế này chương trình nghe rõ không ạ? Tôi nghe rõ rồi, nhưng mà đang thấy cái nickname ra, nickname Zalo là cao thủ cô đơn như này. Thế thì yêu ai người đấy đi lấy chồng hay sao mà thế để cao thủ cô đơn vậy? À, vâng ạ, cái cao thủ cô đơn này thì nick này thì em lập từ khá là lâu rồi ạ. Nếu mà để phân tích cái từ cao thủ cô đơn này thì nó cũng mang rất là nhiều ý nghĩa đó. Vì trong đó cũng có một ý nghĩa là lâu rồi chưa thấy vợ, chưa được thấy vợ. Có tuổi rồi mà chưa thấy vợ thì đó cũng là một cái gọi là cao thủ cô đơn. Ngoài ra nó cũng 3-4-5 tầng nghĩa khác ạ. Nhưng hôm nay thì chắc là chỉ xét tới cái tầng nghĩa đầu tiên, theo đúng nghĩa là chưa lấy vợ ạ. Và chưa lấy vợ đúng không? Chưa từng lấy vợ lần nào đúng không? À đúng rồi ạ, từ chưa giờ chưa từng lấy vợ lần nào ạ. Mình ở Hà Nội thì quê mình ở đâu ha? À quê em ở Nam Định chị ạ. Em ở Nam Thanh, Nam Định ạ. Nam Định đúng không? Rồi rồi, Nam Thanh, Nam Trực. Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định ạ. Chỗ này nó hơi công cộng một chút cho nên là em nói âm lượng như thế này là đúng nha chị ạ. Ok, nghe được rồi ha. Rồi à, Kiên vâng có điểm mạnh, điểm yếu gì Kiên ha? À, điểm mạnh à? Điểm mạnh thì như em thấy với lại như rất nhiều người đánh giá thì em có cái điểm mạnh là tương đối lành. Là không thuốc, không hút rượu, không uống, bài bạc, không chơi ạ. Không nô đề, không bóng bánh gì ạ. Có một điểm yếu, điểm yếu không của em bóng bánh hả? Không bóng bánh tức là không cá độ đấy. Chờ ông nói ông không cá độ đi chứ ông có đi đá bóng, có chơi tập luyện thể thao không? À thể thao thì cũng em thì đợt này cũng hơi lười một chút ạ. Có một điểm yếu tương đối lớn đó là em hay tự ái ạ. Hay tự ái. Nhiều khi có nhiều lúc mà ai có nói một cái gì đó ai nói ý cái gì phát là khó chịu đúng không? À vâng vâng ạ, đấy là cái điểm yếu này là cũng từ bé rồi, nhưng đến bây giờ là khi lớn lên thì cũng cố gắng để có thể thay đổi, nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là cái bản chất, nên là thay đổi thì cũng có thay đổi và cũng có tiến bộ, nhưng mà cái bản chất của nó thì cũng khó có thể thay đổi 100% được ạ. Cho nên là cái điểm yếu lớn nhất của em đó là hay tự ái. Cái điểm yếu này là hơi bị, đối với các bạn nam là hơi bị khó đấy nha. Cái này thì em, đối với bản thân em thì như thế, còn đối với các bạn nam khác thì em cũng không được để ý lắm. Không, ý là các bạn nam mà có tính tự ái là hơi bị khó so độ đối với các bạn nữ đó. À đối với các bạn nữ khác. tức là ví dụ như khi mà kiểu như là đi trong một cuộc chơi mà mình nói chuyện, mình vui vẻ, mình nói chuyện với nhau mà không may ai đó nói động tới mình cái là mình sẽ dễ bị kiểu bị bộc lộ cảm xúc mình tự ái lúc đó đúng không? À nó có một cái điều như thế này này chị này. Là em thì trước kia cũng đã từng yêu rồi, cũng đã từng đi gặp mặt, cũng từng đi chơi, cũng từng đi dạo phố, hay cũng ngồi uống cà phê, hay là cũng cùng nhau ngắm trăng này, hay cũng đi rồi. Thì cái việc đấy ấy, thì là em cũng biết, tức là bản thân sâu thẳm của em cũng biết rằng ấy, là khó.
rồi đứng mạo hơn rồi, hài lòng mình được ý thì rằng là cũng có thể là mình bỏ qua được. Thế nhưng mà thường thường ấy thì các bạn gái thì thường thường là cũng có một cái độ khéo léo nhất định, thường thường là như thế. Chứ người ta có cái nỗi hoàng lắm, cho nên là khả năng để mà chạm đến cái khả năng tự ái của em ấy thì thực ra là đối với các bạn nữ thì cũng không quá cao. Em cũng tiếp xúc rồi nên là em cũng có thể nắm được một phần nào cái việc này. Rồi, ok. Mình làm bên kinh doanh về thiết bị điện thoại đúng không? Linh kiện điện thoại đúng không? À, dạ vâng ạ. Tức là bạn kính cường lực này, bên này ốp điện thoại này, là tai nghe, bên cắt sạc gì đó. Mình tự làm hay là mình làm với ai, hay là mình đi bán hàng cho người ta hay như thế nào? À, em đi bán hàng cho em thôi, bán hàng cho bản thân mình thôi. Vâng. Là mình mở cái shop nho nhỏ để mình tự làm đó đúng không? À vâng vâng, làm một cái nho nhỏ thôi ạ. Chứ cũng không có làm ăn lớn ạ, chỉ làm ăn góc độ tiêu thụ vừa tầm thôi ạ. Rồi bây giờ thì chương trình này chỉ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì bạn có sắp xếp để bạn vào thành phố Hồ Chí Minh bạn quay chương trình được không? Chỉ ghi trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không là Hà Nội này phải không ạ? Đúng rồi, mình chỉ ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nên là bạn có sắp xếp để bạn vào được tham gia chương trình được không? Cho em hỏi nói... cho em hỏi một chút rằng là thế chương trình của mình ấy thì thường lịch sẽ quay vào ngày thứ mấy trong tuần này chị ơi? Thường quay là các ngày trong tuần và sẽ báo trước các bạn khoảng một tuần nha. À, tức là không cố định rằng là thứ nào mà có thể là bất kỳ một cái thứ đúng nào rồi. Trong tuần cả. Đúng rồi. Dạ, mà sẽ báo trước trong khoảng một tuần ạ. Đúng rồi. À, vâng, thì khi nào mà bên nhà mình có thể rằng là cho tới lượt em lên chương trình thì cứ báo trước cho em ạ, để em cố gắng sắp xếp ạ. Nếu giả sử như mà em vào được thì cũng alo, mà có những cái quà. Tức là thế này này, mình nói rõ ràng luôn như thế này này, tại vì do các bạn đều là ở xa. Thế nên là khi trước check trước các lời kết thì chương trình sẽ check trước khoảng một tuần, nhưng mà có chốt chắc chắn hay không thì nó sẽ chốt chắc chắn trước nghỉ ghi hình khoảng 3 ngày để các bạn có thể có thời gian để các bạn book vé máy bay. Nhưng mà có một điều ở đây này, có nghĩa là khi các bạn đã confirm với chương trình, đã xác nhận với chương trình là các bạn sẽ tham gia, thì chương trình sẽ đi xác nhận với cái bạn nữ hay là đối phương của các bạn là bạn này bạn ấy, các cái bạn của bạn sẽ chắc chắn tham gia chương trình, thì người ta cũng phải mua vé người ta bay. Chẳng hạn như nếu như ghép cho bạn người ở Hà Nội họ hay là ở các tỉnh miền Bắc ngoài đó, họ cũng phải chắc chắn để họ mua vé họ vào trong ngày, bạn hiểu không? Nên là rất là nên là khi mình đã xác nhận với chương trình là mình sẽ tham gia thì chương trình cũng mong muốn rằng các bạn, khi các bạn đã hứa như vậy thì các bạn sẽ phải chắc chắn các bạn với cái lịch của mình đã đề ra, chứ không có để được cái chuyện là một người bay vào xong rồi phải chờ một người còn lại. À, vâng, thế thì nhưng mà của em ấy là bên nhà mình sẽ báo trước trong khoảng một tuần. Nếu mà mình sẽ báo trước khoảng một tuần, còn chắc chắn có quay hay không á thì trước khoảng 3-4 ngày chương trình sẽ xác nhận chắc chắn lại cho bạn. Rồi thôi, còn nhiều người chờ thì anh ơi, cái đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và trao đổi sau nha. Nếu mà hôm nay mình được chọn ha, còn bữa nay chưa biết mình được chọn hay không nữa thì cái đó mình hỏi hơi xa nha bạn nha. Rồi. Rồi bây giờ bạn mong muốn tìm mẫu người như thế nào? Mẫu người à? Vâng, em mong muốn là tìm một bạn nữ ngoan hiền, biết cách nói chuyện khéo léo một chút ạ, và đặc biệt là bạn ấy có một khuôn mặt tươi tắn một chút ạ, khuôn mặt của bạn ấy là bình tĩnh, luôn luôn là những nụ cười rất tươi. Như thế thì là đây là em mong muốn được như thế và mong muốn rằng như thế ạ. Tuổi tác, quê quán của bạn gái rồi làm sao? À, quê quán thì là em mong là bạn ấy sẽ ở khu vực miền Bắc này thì tốt hơn, thế là ở miền Nam thì xa như thế thì khả năng để gặp mặt anh họ thì rất là khó. Là bạn ấy ở miền Bắc này mà đang sống ở Hà Nội, đang làm việc ở Hà Nội này, giống như em thế này. Thế là em mong muốn thằng bạn gái là ở miền Bắc này là được. Còn hiện tại đang công tác, đang làm việc ở Hà Nội. Ok. Rồi ok, cảm ơn Kiên nhiều ha. Hôm nay chỉ phỏng vấn sơ lược thôi. Nên là khi nào có đối tượng phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với bạn sau ha. Vâng, xin cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Chào bạn Tuấn ha, ở đây thì chỉ có biên tập của chương trình thôi, cho nên là mình chủ động mình chia sẻ về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình ha. Rồi, em chia sẻ đi. Tên là Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn. Rồi, Tuấn sinh năm bao nhiêu ha? Sinh năm 1987. 1987. Ok, rồi chủ động chia sẻ để Tuấn ơi, mình đang sống ở đâu, quê mình ở đâu, công việc của mình đang làm là gì ha? Thì sống ở Bình Dương, quê thì ở An Giang. Nói mình đang làm công việc gì ở Bình Dương vậy? Kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về mạng gì này?
mua giày dép nền gối. Rồi, rồi cái thu nhập của mình ổn không? Cũng tạm ổn. Nếu đây nghỉ ở nhà để casting chứ không đi bán hả? Nó bán buổi sáng buổi chiều nghỉ. Bán sáng chiều. Bán sáng chiều nghỉ, mình bán ở ở ký ốt hay là mình có địa điểm mặt bằng gì không, hay là mình bán chợ. Bán trong chợ hả? À. À. Mình lên đây lâu chưa hả Tuấn ha? Khoảng 14 15 năm. Ừ. Là ba mẹ vẫn còn ở dưới Tiên Giang. À quên, An Giang. Ba mẹ vẫn ở An Giang. Ừ. Mình ở Bình Dương với ai? Hả? Ở với ông anh, hai anh em ở chung. À, anh trai luôn hả? Dạ. Ok, rồi. Tuấn có điểm mạnh điểm yếu gì ha? Mạnh thì siêng năng cầu tiến. Siêng năng cầu tiến gì nữa? Hết rồi hả? Có năng khiếu tài lẻ gì không? Về tình trường của mình thì sao nè? Có hai mối tình. Hả? Có hai mối tình. Hai mối tình rồi, mỗi một mối tình kéo dài bao lâu? Mối tình đầu thì khoảng 3 năm, mối tình thứ hai thì khoảng 5 năm. Rồi, rồi có mối nào đi đến kết hôn hả? Cũng dự định tiến tới mà bên nhà gái người ta không chịu, tôi tuổi không hợp. Bạn gái sinh năm bao nhiêu mà không hợp? 93. Ừ. Là cái mối tình 5 năm á hả? Dạ. Phải được chia tay thôi chứ còn không còn mâu thuẫn gì khác. Dạ. Ừ. Nhưng mà bản thân Tuấn thì Tuấn có quan trọng về số tuổi không? Ừ, cũng không quan trọng. Ừ. Là từ lúc đấy là bây giờ đến nay là độc thân thế này là bao nhiêu lâu rồi? 3 năm rồi. Hả? 3 năm. Độc thân 3 năm rồi. Ok, giờ muốn tìm mẫu người như thế nào? Không quan trọng cái khác. Rồi lớn tuổi hơn mình được không? Được, lớn hơn, nhỏ hơn cũng sao. Có vấn đề 20 tuổi được thì muốn nhiều quá. Ừ. Lớn hơn tối đa là 3 tuổi là được ha. Dạ. Ừ. Về ngoại hình thì sao nè, Tuấn cao mét bao nhiêu? Mét 75. Rồi, bạn gái cao mét bao nhiêu thì được nè? Cỡ tầm mét rưỡi cho lên là được. Ừ. Rồi, công việc của bạn gái có yêu cầu thì nơi ở hiện tại đang ở đâu được không? Bạn gái hả? Ừ. Thì cũng không quan trọng nó ở đâu, tại thời gian cũng sắp xếp. Mẹ gái đang ở dưới miền Tây được không? Được. Được luôn hả? Ừ. Rồi bạn gái mà ví dụ như đã ly hôn có con thì được không? Ly hôn có con được luôn hả? Được luôn hả? Rồi ba mẹ có phản đối gì không? Không, cũng dễ. Ờ. Ủa dễ thế này mà sao vẫn chưa tìm được bạn gái ta? Mẹ cũng mắc đi chơi, cũng giao thiệp nhiều. À mắc đi chơi, ham chơi hơn ham lấy vợ đúng không? Không, không, mắc đi chơi. À tức là không có đi chơi nên là không có gặp được ai đúng không? Đúng rồi. À tôi nghe ra là ham chơi hơn ham lấy vợ. Rồi ông anh đi kia là có vợ chưa? Chưa, có ông hai. Chưa. Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi mà chưa lấy vợ, sao kêu ông tham gia chương trình luôn đi. Ông thì hơi lùn cụ, ông lớn hơn 2 tuổi. Ừ. Mà không chịu lấy vợ hả? Cũng vậy, tối nhà đi làm chứ không. Nhưng mà là hai anh em là buôn bán chung hả hay sao? Không, ông anh thì đi làm công ty. Ừ, là thuê nhà ở Bình Dương ở. Đúng rồi. Ừ.
Rồi cái thu nhập của Tuấn nó tạm ổn là mỗi tháng nó khoảng bao nhiêu, nó dao động khoảng bao nhiêu? Khoảng tầm 15 triệu. Là trừ hết chưa? Ví dụ như đã trừ cái khoản mà địa điểm chợ các thứ này chưa? Rồi rồi, cái đó là trừ hết rồi. Chỉ À, là tiết kiệm đúng còn không? Rồi. Tức là nhét túi bỏ tiền tài khoản là được khoảng 15 triệu đó đúng không? bỏ tài khoản thì cũng khoảng tầm 10 triệu thôi, 10 triệu lại còn ăn uống thì biết rõ. Rồi, 5 triệu là vừa ăn uống vừa trả tiền nhà trọ đấy hả? Giỏi ha. Rồi, ok. Rồi có điểm gì không thích ở bạn gái không? Chung sao cũng được ạ, cũng dễ lắm. Ừ, có hình xăm rồi nhuộm tóc này kia được không? Có hình xăm thì đúng rồi, hình xăm với nhuộm tóc lè lẹt Ừ. quá Ok. Rồi, cảm ơn Tuấn nhiều ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn thôi. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ để làm nội dung với bạn kỹ hơn nha. rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ha. Dạ em tên là Hoàng, em tên là Phạm Văn Hoàng, em ở Ninh Thuận á. Em hiện tại giờ đang làm bên công ty điện năng lượng mặt trời á chị. Mình sinh năm bao nhiêu Hoàng? Dạ em sinh năm 1984 84 hả anh? chị. Dạ em là tuổi ở ngoài em là 1984 mà mẹ làm trong giấy chứng minh là 1985 á chị. À, rồi. Dạ rồi. Rồi. Anh Hoàng bây giờ giới thiệu giùm em điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của anh nha. Em thì lúc trước là em có làm công tác ở trong công ty chân sinh của bên cửu á, rồi em cũng có gặp bà xã trong đó, rồi sau thời gian tụi em không có hợp nhau thì chia tay, bữa nay là 8 năm rồi. Hiện tại giờ em về Ninh Thuận là quê của em hiện tại em đang làm ở ngồi đây là bữa nay cũng được là 5 năm rồi chị. Rồi, vậy thì con cái hồi trước sao anh? Dạ con thì bé em hiện tại giờ là bé đang ở với em mà bé năm nay nó 14 tuổi rồi chị. Hai cha con là có nhà riêng rồi hết Ủa mình đang ở đâu vậy? Anh tên Hoàng hay tên Vàng nhỉ? Dạ tên Hoàng vậy. Vàng đúng không? Vàng bạc Màu đúng vàng không? là yellow đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, Phạm Văn Vàng. Nhà có bao nhiêu cây vàng? Anh Vàng nãy nói là đang ở đâu anh ha? Dạ em ở Ninh Thuận á chị. Đang ở Ninh Thuận. Làm về ấy hả? Năng lượng mặt trời hả? Dạ. Ok, rồi. Tiếp tục đi Trúc ơi. Rồi anh ơi, mình ly hôn hồi trước lý do là gì vậy anh? Dạ nói chung là hai vợ chồng em ly hôn là giờ cái lĩnh vực là nói chung vợ thì có cái tánh cờ bạc ấy chị ạ. Rồi tiền bạc rồi đưa đưa vợ 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 không có biết tính toán trong cái cuộc sống để cho có cái thu nhập, là hai vợ chồng làm là cũng có dự định về quê em sống á, mà nó cuộc làm đưa ra bao nhiêu em thì tánh em làm là em đưa cho vợ giữ hết, vợ không có biết chi tiêu vô rồi cờ bạc tùm lum hết, rồi nói tới là cải quả. Cải quả thì thời gian cải quả thì nó cũng nằm tầm cỡ hơn 1 năm á, rồi em cũng ráng giữ hạnh phúc vì con á, mà lúc cuối cùng cái thấy không ổn quá rồi cũng có cây quả cũng hơi to tiếng tí, rồi vợ nói thôi giờ không được phải chia tay, thì nói chung là giữa em với vợ em là chia tay cũng không có gọi là to lớn hoặc là mâu thuẫn gì gì mấy, cũng vì vấn đề đó là cảm thấy không được nữa, là hai đứa tự chia tay mà đưa anh ấy đi thôi. Rồi, từ sau ly dị thì anh có tìm hiểu ai không? Nãy nói 8 năm lần đúng không? Dạ em thì cái thời gian trước là em cũng có về, lúc đó bé em nó 5 6 tuổi nó còn nhỏ quá, rồi thời gian nó về em cũng có người giới thiệu cho em, cái người đó cũng bằng tuổi của em mà chưa có gia đình, nó làm bên giáo viên, thì sau thời gian về đó rồi quen cũng được gần 2 tháng á,
mà thấy cái người đó về cái kiểu như con của em nó còn nhỏ, nó hay hay thích được điện thoại rồi đó, nó mượn rồi cái người đó nộ nạt á, rồi em cứ cảm thấy thấy nữa thì thôi em không có quen nữa. Từ lúc đó là đầu em nuôi lo cho con, rồi em học mà cái ngành điện á, học ngành điện nó mất cũng gần hơn 2 năm mấy rồi. Dạ thì, rồi bây giờ ok anh cao bao nhiêu á anh Vàng? Dạ em cao 1m61 chị. Rồi bây giờ mình muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Mình chia sẻ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn nha. Dạ nói chung là em á thì cái hoàn cảnh của em thì chương trình cũng biết rồi, bây giờ em nói rồi thì đối với em á thì giờ em cũng không biết là để lựa chọn một cái người như thế nào. Thì cái em á là mới nhờ chương trình. Còn cái mà để tìm một người thì em cũng mong được là gặp một người thứ nhất là cũng hiểu trong cuộc sống, chia sẻ với nhau. Rồi nếu mà con của em thì giờ nó cũng lớn rồi, tuổi nó cũng hơi cứng đầu tới xíu á. Giờ thì nói chung là người phụ nữ mà đã hiểu được vấn đề trong cuộc sống thì mình cũng nên chia sẻ cho con hiểu. Nhiều lúc em cũng là đàn ông mà người con bé em nó nhiều lúc nó là phụ nữ, nhiều lúc nó có cái ba cái chuyện của phụ nữ cho nên nó ít cái tiếp xúc chia sẻ với em cho nên là cũng cần một người đó là hiểu nó rồi chia sẻ với nó được rồi. Còn đối với em thì giờ nhà cửa em cũng có, kinh tế em cũng ổn định rồi, công việc nó cũng ổn định cho nên em cũng không có cầu mong gì, cũng cầu mong là một người phụ nữ mà biết sống thương yêu, đừng có cái tánh, đặc biệt là đừng có tánh cờ bạc là được rồi. Em cũng không có đòi hỏi là như thế nào, nhờ chương trình giúp đỡ em nha. Rồi, mình từng có ý định mình về quê, là quê mình là ở đâu vậy anh? Dạ, quê em Ninh Thuận đó chị. À, là quê ở Ninh Thuận, mình làm ở Ninh Thuận luôn, bây giờ là mình đi làm cho người ta đúng không? Dạ, em đang làm cho công ty đó chị. Rồi, ok. Rồi anh chia sẻ về mẫu người anh mong muốn tìm kiếm đi. Dạ mẫu người tìm kiếm thì em không biết, em cũng biết tìm mà mẫu như thế nào, nhưng mà cảm thấy người nào mà phù hợp như nãy giờ em nói á thì giúp giùm cho em, chứ giờ em cũng đâu có biết mà. Không, ví dụ như về quê quán anh mong muốn người đó đang ở đâu nè, tuổi tác rồi ngoại hình như thế nào, những cái cơ bản là mình có thể check được bằng mắt thường trước đi. Dạ thì nếu mà chương trình tìm dùm cho em được giúp cho em đó là cái người ở Ninh Thuận. Ở Ninh Thuận hả? Dạ, tuổi thì nhỏ hơn em, nhỏ hơn cỡ 3-4 tuổi thì cũng được, hoặc là bằng tuổi thì bằng tuổi em là được. Rồi, gì nữa anh? Dạ. Chiều cao, ngoại hình chiều cao là như thế nào? Chiều cao thì nằm tầm cũng cỡ em, hơn em tí cũng được. Cũng đừng có mập đó. Ly hôn đang nuôi con giống như anh nuôi con được không? Dạ em đang nuôi con. Ý là bạn gái cũng đã ly hôn và đang nuôi con giống như anh được không á? Đấy, cảm thấy con thì cái hoàn cảnh đó thì nếu mà chấp nhận lớn nhau thì con của ai cũng là con thì mình lo cả hai đứa, hai vợ chồng nếu mà có công việc, em thì công việc ổn định rồi, người đó cũng phải có cái công việc ổn định tí xíu là để cho nó vun đắp chia sẻ vô trong cuộc sống lo cho con hai người thôi. Ok. Rồi ví dụ như bạn gái đang ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai rồi đúng không? Hay là bắt buộc phải ở ngoài khu vực Ninh Thuận? Dạ nếu mà ở trong đó em giữ em đi thời gian vô đó, lại con bé em nó ở nhà nữa chị ạ. Là bắt buộc khu vực phải lân cận Ninh Thuận, Nha Trang hoặc là Bình Thuận này kia đúng không? Hay là bắt buộc phải ở chỉ ở Ninh Thuận thôi? Dạ nếu mà ở Ninh Thuận thì nhiều lúc cũng được, Nha Trang với lại Phan Thiết rồi nó cũng gần gần được, chứ Sài Gòn, Bình Dương rồi nhiều lúc nó xa cũng được, nhưng mà nhiều lúc xa em lại công việc em đi làm cho nên nó ra vô nó về.
Dạ, ok anh. Rồi, ok. Cảm ơn anh Vàng nhiều ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có thông tin.